Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay một căn nhà, dự án 4 căn nhà với diện tích 50m² đến 52m, thiết kế và xây dựng là 3 tầng. Với cái cụm dự án này thì đã bán một căn và còn 3 căn, hướng nhà là hướng Tây Nam. Mặt tiền của ngôi nhà từ 3m3 cho tới 3m5. Thiết kế của ngôi nhà công năng sử dụng rất là hợp lý, được 3 phòng ngủ. Và với cái căn nhà này, cụm dự án thì ô tô có thể vào tới tận cửa, ô tô nhỏ nha mọi người. Ô tô nhỏ ở đây là ví dụ như xe Kia Morning hoặc là xe Fadil thì có thể vào tới tận cửa, còn nếu như ô tô 7 chỗ thì chỉ có ở phía bên ngoài kia thôi mọi người ạ. Đấy, ngoài kia là ô tô 7 chỗ, còn vào trong này là ô tô 4 chỗ vào được. Và thiết kế của ngôi nhà 4 căn nhà 4 cuốn sổ đỏ khác nhau, thiết kế xây dựng độc lập từng căn, điện nước riêng biệt từng căn. Căn nhà này thì hướng nhà là hướng Tây Nam. Ngọc Anh sẽ quay một căn mẫu để gửi tới cho quý vị. Quý vị có thể dọn đồ về ở luôn. Sổ đỏ chuẩn chỉnh, vị trí của nó thì thuộc Đại Thành Quốc Oai, giáp với địa phận Hoài Đức, giáp với lại địa phận Hà Đông, gần khu đô thị Đô Nghĩa, gần với lại trường Đại học Phenica, gần ngã tư Lê Trọng Tấn, phù hợp cho quý vị đi làm ở Chương Mỹ, quý vị đi làm ở Quốc Oai, quý vị đi làm ở Hoài Đức, quý vị đi làm ở Hà Đông hoặc quý vị đi làm theo trục đường Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài. Và thiết kế của ngôi nhà như thế nào thì mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể thiết kế của căn nhà. Với phần mặt tiền của ngôi nhà này là được 3m3, hướng nhà là hướng Tây Nam, thiết kế cửa chính hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm kính. Và thiết kế công năng sử dụng diện tích rộng cho nên căn nhà thiết kế rất là hợp lý, hài hòa. Phần hoàn thiện của ngôi nhà xong hết theo đúng như hiện trạng của ngôi nhà này thì quý vị chỉ việc dọn đồ về ở ngay, dọn đồ về ngay trong ngày, giá bán hơn 1.800.000 một chút thôi và có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Quý vị có thể trả trước 600 đến 700 triệu tiền mặt, còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng thời gian dài nhất, tối đa 30 năm, tối thiểu là 3 năm với những cái mức lãi suất ưu đãi nhất đến thời điểm hiện tại và đến từ những ngân hàng uy tín nhất như BIDV, MB Bank, Agribank. Hiện tại Ngọc Anh đang đứng ở đây là phần tầng 1 của ngôi nhà, phòng khách. Phần hoàn thiện cơ bản là đã xong hết hệ thống trần thạch cao. Màu sơn chủ đạo của ngôi nhà thì là màu trắng vàng. Và với cái phần hoàn thiện gạch lát nền kích thước gạch 60-60 vân đá màu trắng. Đây là phần phòng khách của ngôi nhà. Để mà nói tối ưu công năng sử dụng của căn nhà thì rất là ok. Diện tích rộng cho nên cầu thang thiết kế ở giữa, phòng vệ sinh ở giữa, ngăn cách hai bên, phòng khách, phòng bếp riêng biệt. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào tiếp theo. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Với căn nhà này, mặt tiền mặt hậu bằng nhau, vuông vắn, không thóp hậu, không đường đâm, cũng như không gần đình chùa miếu mạo, không phạm lỗi phong thủy cho nên quý vị hoàn toàn là yên tâm nhé. Có sao thì em chia sẻ như thế thôi. Với phần tủ bếp thiết kế gỗ MDF chống cong vênh, xung quanh bếp là ốp kính ốp bếp, mặt bếp ốp đá granite, phụ kiện bếp lắp đặt cho quý vị đầy đủ, chậu rửa, vòi rửa, phụ kiện inox toàn bộ sử dụng chất liệu inox 304 và cái tủ này thì độ bền của nó khoảng tầm 10 năm mọi người ạ. Đó, gạch lát nền kích thước 60-60. Đây là phần phòng bếp của ngôi nhà, quý vị có thể kê một bộ bàn ăn 6 ghế ở đây, rất là hợp lý. Và với cái quan trọng nhất là cái giá bán và cái vị trí. Thì tất nhiên với cái giá bán và cái vị trí như thế này thì nó không quá gần trung tâm. Ngọc Ánh chia sẻ luôn, tính từ vị trí ngôi nhà này mà quý vị mong muốn lên tới trung tâm của Hà Nội, Hồ Hoàn Kiếm, nó sẽ rơi vào khoảng tầm 17 đến 18 km mọi người ạ. Cho nên mọi người có thể cân đong, đo đếm cái quãng đường đi cũng như cái khoản tài chính của mình, nó sẽ quyết định lên vị trí bất động sản quý vị mong muốn ở đâu. 3 tỷ có vị trí của 3 tỷ, 4 tỷ có vị trí của 4 tỷ. Thậm chí bên quỹ căn của Nhà Tốt có những ngôi nhà giá chỉ hơn 1 tỷ mà 3 tầng xây mới, sổ đỏ về ở ngay, sẵn sàng trao tay cho quý vị. Và với những cái ngôi nhà đấy, tất cả những cái căn nhà Ngọc Ánh quay pháp lý 100%, rõ ràng, tất nhiên nhà nào cũng phải có sổ đỏ chuẩn chỉnh thì ngân hàng mới hỗ trợ lên tới 60, 70, 80% giá trị của ngôi nhà được, đúng không ạ? Quay trở lại với video, ngoài phần phòng khách, phòng bếp thì tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh cho quý vị sử dụng đầy đủ ở phía dưới tầng 1. Nhà vệ sinh dưới tầng 1 thì nó hơi nhỏ, tuy nhiên thì nó chỉ sử dụng ở dưới này, không sử dụng cho mục đích tắm, cho nên cũng rất là hợp lý, đầy đủ công năng.
Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 thiết kế toàn bộ là gỗ, mặt bậc, cổ bậc cầu thang ốp đá granite. Như vậy em đã review cụ thể đường, hướng, vị trí, giá bán cho quý vị. Mời mọi người theo em lên khám phá các tầng tiếp theo xem ngôi nhà này ở bên trên thiết kế ra sao. Và trên tầng 2 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị. Cầu thang giữa, phòng vệ sinh ở giữa, hai phòng ngủ trước và sau. Mời ngồi theo em ra phía phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ hướng ra phần mặt ngõ của ngôi nhà. Phòng ngủ được thiết kế vuông vắn, rộng rãi, trần thạch cao, cửa sổ thông thoáng. Trong phòng ngủ thì để chờ ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa. Căn phòng này thì ở cái căn nhà này nằm ở trong khu dân cư đông đúc, xung quanh đầy đủ tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Đi lại thuận tiện, tính từ vị trí ngôi nhà này mà đi ra những cái tiện ích đấy thì chỉ 1 km quay đầu là cái công năng sử dụng rất là ok. Tiện ích sinh hoạt đầy đủ, giá bán hợp lý. Tại thời điểm hiện tại gần như là với cái diện tích như này và giá bán gần như là rẻ nhất rồi thưa quý vị. Phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ trước sau. Trong phòng vệ sinh đấy, giá bán rẻ nhưng mà chủ nhà thiết kế đầy đủ công năng, bồn cầu, lavabo, sen tắm, gạch lát ốp lên trên tới tận trần, đầu chờ, bình nóng lạnh, kệ góc, vắt khăn giàn, rất là đầy đủ. Cửa nhà vệ sinh cũng như tất cả các cửa thông phòng đều thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Hành lang đi vào hai phòng tương đối là rộng mọi người ạ. Hành lang đi vào thì là được khoảng tầm hơn 1 mét một chút. Đây là phần tiếp theo, phòng ngủ ở phía bên trong. Hướng nhà là hướng Tây Nam, cho nên phần mặt sau của ngôi nhà là hướng Đông Bắc. Khi mà mở cửa sổ ra rất là thoáng, rất là hút gió mọi người nha. Kích thước gạch 60-60, vân đá đầy đủ. Nói chung nhà có như thế nào thì em quay review chi tiết cụ thể cho quý vị như vậy. Quý vị đến xem là y như vậy thôi. Đấy. Mời mọi người theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà, xem với cái mục đích công năng sử dụng 50m² mà thiết kế 3 tầng thì nó có ok hay không. Và trên phía tầng 3 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị như sau. Ở phần tầng 3 thiết kế công năng sử dụng cho quý vị thêm một phòng riêng, một phòng vệ sinh. Phòng này thì tùy mục đích sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Nếu như quý vị ít người ở thì quý vị có thể là phòng thờ, mà nếu như quý vị nhiều người ở thì quý vị có thể để phòng thờ dưới tầng 1. Đó, để ban thờ dưới tầng 1, ban thờ treo ấy, thì trên này vẫn tận dụng được công năng sử dụng thêm một phòng ngủ nữa. Tổng 3 phòng riêng, phòng vệ sinh ở trên này đầy đủ. Tầng 1, tầng 2, tầng 3, mỗi một tầng gồm một phòng vệ sinh, đáp ứng công năng sử dụng cho từng tầng. Đây là phần phòng vệ sinh ở tầng 3. Vẫn đầy đủ bồn cầu, sen tắm, nóng lạnh. Và phần còn lại của ngôi nhà sân phơi. Sân phơi thiết kế cũng rất là rộng và quý vị có thể ngắm nhìn xung quanh. Đó. Xung quanh dân cư đông đúc, nhiều cây xanh, vị trí thì đi lại thuận tiện, cũng như là với cái vị trí này thì nó khá là yên tĩnh. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà cũng như là bên quỹ căn của nhà tốt có những căn giá rất là rẻ nữa thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp với nhà tốt theo hai số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 để được đi xem nhà thực tế và lựa chọn cho mình những căn nhà ưng ý nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.